quay trở lại với kênh Tôi TV. Và hôm nay tôi muốn giới thiệu cho tất cả mọi người một cỗ máy tôi vừa sáng tạo vô cùng hay ho. Các bạn nhìn một cái là bạn các bạn đã thấy hay ho đúng không? Tại vì đây chính là một cái cỗ máy lần đầu tiên xuất hiện trong kênh của tôi, đó chính là một cỗ máy cưa các bạn ơi. Nhưng mà không phải một cỗ máy cưa bình thường đâu, mà đây chỉ là một cỗ máy cưa siêu đặc biệt luôn. Tại vì nó có thể dùng để tách cơ thể ra và cũng như là ghép cơ thể lại các bạn ơi. Được rồi, bây giờ tôi sẽ thử nghiệm cho các bạn coi nè. Ôi tôi gầm em làm cái gì vậy? Trời ơi, đúng lúc đang cần người để thí nghiệm. Hello, nó bay, tao vừa chế tạo một cái cỗ máy hay lắm. Mày theo tao, mày làm vật thí nghiệm cho tao luôn đi. Theo tao. Okay. Trời ơi, tự nhiên tao Huy nó tới đúng lúc đó các bạn. Đây, thì cái máy này nó sẽ có hai đầu, một đầu vô và cũng như là một đầu ra bên này. Và bây giờ chỉ cần mày đứng lên đó. Đúng rồi, mày đứng đó đi. Chúc mừng mày, tại mày sao? Sẽ trở thành vật thí nghiệm của tao. Sau đó nó sẽ chạy dần vô bên trong cái cỗ máy cưa này các bạn ơi. Là mày sẽ bị cưa đó Huy Nấp ơi. Rồi, xong rồi, các bạn nghe tiếng cưa, Ây da, nó đang cưa các bạn ơi. Nó nhột các bạn đó. Đây chính là cái cỗ máy nó rất là đặc biệt. Cái cưa kia nó không có đâu, nhưng mà nó nhột, mà đặc biệt là cái sản phẩm nó sẽ ra bên này đó các bạn. Chuẩn bị sản phẩm Huy Nấp sẽ ra từ đầu bên này nè. Ôi nó ra rồi kìa các bạn ơi. Các bạn nhìn kìa, wow. Đây chính là tay chân của Huy Nấp đã bị tách trời hết trơn rồi. Này thì nhột cái mày rồi mày hả con? Mày làm gì cơ thể tao vậy? Tao đã tách cơ thể mày ra rồi đó. Chết mày chứ con. Rồi nó bây giờ nó thành một cục dài toàn lo luôn các bạn. Và đây là sản phẩm của chúng ta, đó là tác dụng của cái máy cưa đặc biệt này. Trời ơi, mày biến tao trở về bình thường đi tao gà. Được rồi, trở về bình thường thì đơn giản, chúng ta chỉ cần gạt cái cần ở đây thì máy nó sẽ tự động đảo ngược lại các bạn ơi. Hãy cha. Ta, máy nó đã đảo ngược chiều rồi. Và bây giờ mình chỉ cần bưng thằng Huy lên. Nè, mình quăng nó vô lại. Hãy cha, quăng vô. À, được rồi. Mày sẽ được đưa về bình thường thôi đó bà. Cố lên. Bây giờ mày sẽ bị chịu nhục thêm một lần nữa nha. Chắc mà tao nói thiệt mà. Rồi, Huy Nấp đã vô bên trong rồi các bạn ơi. Rồi đó. Nhột là sắp được rồi đó các bạn ơi. Rồi, bây giờ nó sẽ ra với một Huy Nấp trở lại như ban đầu nữa các bạn ơi. Mày đã trở về bình thường rồi đó Huy Nấp ơi. Chúc mừng mày ha. Mày lơ tao. Xin lỗi bà trời, nhưng mà cái máy nó hay không? Nhưng mà mình quan trọng là cái máy này tôi chế tạo ra không phải là để làm với thằng Huy Nấp, mà chính là để dùng lên mấy cái con quỷ nó đang lộng hành trong cái thế giới này các bạn ơi. Đó chính là quỷ cưa, quỷ súng, quỷ máu, quỷ từ lâu. Và mình sẽ bắt nó và đưa nó vô đây. Mục đích của mình đó chính là mình sẽ sử dụng những cái bộ phận của con quỷ đó để ghép lại để tạo thành một con quỷ siêu mạnh khác các bạn ơi. Và các bạn tò mò không biết là mình sẽ sử dụng như thế nào đúng không? Thì các bạn hãy coi hết video đi nha. Được rồi, bắt đầu thôi nào. Bạn có thể đi bắt được những cái con quỷ đang lộng hành đó. Chúng ta cần chuẩn bị những bộ dụng cụ như sau để trở thành thợ săn quỷ các bạn ạ. Và dụng cụ đầu tiên đó chính là cái đu này đây. Mình các bạn nhìn đây. Hãy cho đó, tôi có thể sử dụng cái dây này để mà đu qua đu lại để bắt mấy con quỷ đó các bạn thấy không? Đó, đu như thế này. À, đu cái đó. À, và cái thứ hai đó chính là một cái bom gây mê các bạn. Và chỉ cần mình quăng vô mấy con một cái thì khi đó dính nó sẽ bị gây mê các bạn ơi. Và sau đó mình sẽ bắt cái con quỷ để bỏ vô cái máy cưa đó. Được rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm mục tiêu đầu tiên của chúng ta thôi nào. Let's go. Hình như mình thấy mục tiêu rồi kìa các bạn ơi. Tao sẽ bắn hết tụi bay. Ôi, nó đang tiêu diệt dân làng kìa các bạn. Không được, ta sẽ tới đây mình bắt nó. Ai đu tới là ai con quỷ xuống kia, dừng tay lại, ta sẽ bắt ngươi. Hãy cho chết mày chưa con. Cái gì kỳ vậy? Tôi tưởng cái đó có thể làm gì được ta. Tôi tưởng nó phải ngủ chứ, chi kỳ vậy? Buồn ngủ dính rồi nè. Nó nằm ngủ luôn rồi các bạn ơi. Này thì không buồn ngủ hả? Trời không sao nha mấy ông nhìn làm. Bây giờ mọi thứ đã xong rồi đó, ông đi trốn đi. Trời đất ơi, con quỷ súng này nó ác thì chứ coi. Được rồi, bây giờ mình sẽ đưa nó về để bỏ vô cái máy cưa các bạn ơi. Được rồi, bưng nó về thôi. Trời ơi, người gì mà nặng dữ vậy trời. Được rồi, về tới nơi rồi. Bây giờ mình sẽ quăng nó vô cái máy cưa này các bạn ơi. À quên mất, trước tiên chúng ta phải đổi chiều cái này cái đã. Hãy cha. Rồi, khi nó đã đổi chiều rồi đúng không các bạn, thì mình sẽ quăng ổng vô đây. Hãy cha, quăng vô nè. Lên cái máy đi. Rồi tạm biệt nha. Đây chỉ là cái hình phạt cho cái việc mà ông dám bắt nạt chân là. Được rồi, vô trong luôn đi. Ôi không vô rồi kia các bạn. Máy cưa nó cưa cái gì mà nhột quá vậy? Ông nhột là thành công rồi. Rồi chuẩn bị coi thành phẩm ra nè. Được rồi các bạn ơi, chuẩn bị coi thành quả sau khi chúng ta cưa cái con quỷ súng ra được cái gì đây. Ôi nó ra một cây súng. Ôi trời ơi, súng nó ra kìa các bạn ơi. Ôi, các bạn nhìn kìa, đúng là quỷ súng nó ra cái súng. Ôi bây giờ nó ra mấy cái viên đạn. Ôi hình như cái viên đạn là chân của cái con quỷ súng các bạn. Trời, súng gì mà quá trời vậy các bạn. Rồi để rồi, nó ra một quá trời súng luôn kìa. Lập. Ôi cái gì vậy? Bây giờ là tới lượt ra cái đầu nó luôn nè các bạn ơi. Trời ơi, cái cơ thể của ta. Đây chính là cái hình phạt cho ông đó. Được rồi, tôi sẽ cho ở trong hình dạ này một thời gian, sau đó thì ông sẽ trở lại được nếu mà ông sám hối, gọi là ông biết hối cải, ông hiểu chưa? Được rồi, và bây giờ cái ông này ông đã bị cưa người rồi, ông con quỷ đó. Được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những cái cây súng này gọi là để đi bắt những con quỷ khác các bạn ơi. Nhưng mà mình tôi mượn cái đầu của ông để tôi đổi lên đầu tôi nha. Được rồi, hay cha. Bây giờ tôi đã đổi cái đầu của con quỷ súng lên rồi. Nhìn mắt cười các bạn nhìn tôi giống là ninja go các bạn. Nhìn này, trời, cái đầu tôi nó lộ hai cái con mắt ra, đúng là cái đầu quỷ súng mắt cười thiệt chứ. Và bây giờ mình sẽ kết hợp thêm những cái vũ khí mà mình vừa lấy được cái từ cái ông quỷ súng này để chúng ta gọi là đi bắt thêm những cái con quỷ khác các bạn ơi. Mấy cái con quỷ mà gây hại cho con người đó các bạn. Được rồi, đi thôi nào, let's go. Hình như mình tìm thấy đối tượng tiếp theo các bạn. Ôi trời, dân làng lao quá trời vậy. Ông lại ôi con
được, mình không thể để cho nó lộng hành được. Được rồi, quỷ máu kia ta sẽ bắn người. Mày chết rồi, mình đứng sau mình bắn hụt các bạn. Mày sẽ đu tới. Ai cho à. Dạ đâu đâu. Được rồi, để tôi sẽ cứu mấy ông nha. Ôi mày đang chạy tới chỗ mình giật. Mày hụt coi. Ai da, nốt máu tôi các bạn. Được rồi, bắn thuốc ngủ cho nó rồi. Hai trời. Cho. Mày chết chưa coi. Nó đang dính thuốc ngủ các bạn ơi. Nó ngủ rồi các bạn ơi. Chết mày rồi, con này thì hút máu dân làng. Được rồi, bắt nó thôi các bạn ơi. Nó đây. Trời ơi, con này nó nặng hơn mình tưởng các bạn ơi. Nó nặng quá. Ôi tưng nó luôn. Trời nó này nó nặng quá trời. Đúng là quỷ máu nó bự quá. Rồi bây giờ mình phải khiêng nó, mình phải đinh nó về cái máy kia mà được. Mấy ông dân làng không cần cảm ơn đâu, tôi đã cứu mấy ông rồi đó. Được rồi, đi về thôi. Đây rồi. Và bây giờ mình sẽ quăng con quỷ máu này vô cái máy này các bạn ơi. Được rồi, quăng vô này. Hỏi cho. Lâu tự nhiên quăng cái máy của tôi ơi. Trả đây. Được rồi, bây giờ nó đang trôi vô kìa các bạn ơi. Vô đi, con này thì ác độc với người ta hả. Nó đang trôi vô kìa các bạn ơi. Ôi giời, nó bự quá, nó bị kẹt các bạn. Mình phải đẩy nó vô rồi. Đẩy vô. Vô này, vô đi con, vô đi con. Nhấp vậy là thành công rồi đó các bạn. Chuẩn bị xem thành phẩm sau khi cưa quỷ máu sẽ ra những cái gì đây. Các bạn thử đoán xem nha. Rồi rồi, các bạn đã đoán xong chưa? Để tôi coi thử xem thử những cái vật phẩm gì nó sẽ ra đây. Ôi, cái đầu tiên đó là một cái bình máu. Đúng là quỷ máu. Ôi trời, nó còn ra quả ớt nữa này các bạn. Trời ơi, thì ra bên trong quỷ máu là có ớt. Một cái xô màu đỏ. Trời ơi, đúng là những cái vật phẩm của quỷ máu. Còn cái gì nào, còn cái gì nào. Ôi, cái tiếp theo đó chính là cái đầu của quỷ máu các bạn ơi, nhìn kìa. Trời ơi, ngươi làm cái gì ta vậy? Đây chính là hình phạt cho ngươi. Tại vì ngươi dám làm hại dân làng thôi, xíu nữa là ta sẽ cho ngươi trở lại bình thường, nên ngươi đừng có lo. Được rồi, còn bây giờ mình sẽ đổi cái đầu quỷ súng này thành cái đầu quỷ máu. Đổi vô xem thử thêm thôi nha các bạn. Được rồi, hãy cha. Ôi trời đất ơi, đổi cái đầu quỷ máu vô nhìn nó hợp quá các bạn ơi. Nhìn này các bạn, nhìn tôi bây giờ nhìn ra không giống cái con ninja đâu, mà nhìn giống như một anh siêu nhân vậy các bạn ơi. Vậy anh siêu nhân thì phải làm gì? Đi bắt quái vật thôi nào các bạn ơi. Và mình sẽ sử dụng những cái vật phẩm mà mình mới lấy được từ con quỷ máu là trái ớt. Ồ, biết trái ớt làm được cái gì không nữa các bạn. Được rồi, đi tao nào, let's go. Trời đất ơi, tôi vừa phát hiện một con quỷ vô cùng đáng sợ các bạn. Nó ghê hơn hai con quỷ vừa rồi luôn các bạn. Như kia đó là con quỷ địa ngục các bạn ơi. Tao là quỷ địa ngục, tao sẽ hút hết linh hồn của tụi bay. Ôi gì hút linh hồn đây vậy? Ôi trời đất ơi, nó giết hết có mấy ông dân làng này, nó hút linh hồn rồi kia các bạn. Trời ơi, con này đúng là con quỷ ác mà mình không thể tha cho nó được. Hay cho mày ra con. Tao còn cái một tim đây trời. Ơi con quỷ này nó mạnh quá ơi. Tao tới đây để tiêu diệt ngươi. Con quỷ địa ngục đáng ghét, chết rồi. Mình phải làm gì đây? Chết rồi, nó sắp tới chỗ mình rồi. Ôi không, ôi đúng rồi, mình sẽ dùng quả ớt này mình quăng vô mỏ đó. Hay cho ăn này con. Ôi giời, nó ăn luôn rồi. Ta cái gì mà cay quá vậy? Ôi trời, nó ăn cay, nó cay quá, nó phun lửa kìa các bạn. Đây rồi, cơ hội của mình sẽ quăng thuốc ngủ vô người đó. Hay cho. Nó dính thuốc ngủ rồi các bạn ơi. Để coi nó có ngủ không nha các bạn. Nó nghéo một cục luôn. Trời, nó ngủ tướng mắc cười các bạn. Đúng là con quỷ địa ngục, cái nó ngủ cái tư thế mắc cười này. Ôi giời, nó ngủ kìa. Ôi được rồi, bây giờ đưa nó về thôi. Con này nó hơi nặng hơn mình tưởng nè các bạn. Ôi giời, nó nặng quá các bạn ơi. Nhưng mà không sao không sao, mình sẽ cố gắng đi về nhanh nhất có thể thôi các bạn. Được rồi, đi thôi. Được rồi, tới cái máy rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ quăng nó vô trong cái máy này. Hay da, xuống đi mày. Rồi sau đó mình sẽ coi nó sẽ ra được những cái thành phẩm gì các bạn. Giữ đó để coi nó đang trôi vô kia các bạn. Rồi, chuẩn bị qua bên đầu này coi. Đâu bên đầu này coi. Nhột quá, dính nữa các bạn ơi. Được rồi, để coi coi. Tò mò quá đi mất, không biết quỷ địa ngục sẽ được cho ra những gì nhỉ. Nó đang ra rồi kìa các bạn ơi. Để coi nó sẽ ra những gì nữa coi. Nó ra một cái gì? Ôi, nó ra một cái đầu lâu, một cái ngọn lửa địa ngục, rồi cái gì nữa, mấy con ma. Ôi giời, cái đầu của con quỷ địa ngục kìa các bạn ơi. Trời đất ơi, người dám đụng đến quỷ địa ngục sao? Tao sẽ lấy linh hồn của ngươi. Trời ơi, còn cái đầu không mà còn dám nói phách các bạn ơi. Sao tao đấm cái đầu, đánh cái đầu ngươi bây giờ nè. Ôi được rồi, để mình lẩm cái này coi. Trời đất ơi, nó sẽ có những cái món đồ như sao các bạn. Ngọn lửa đến từ địa ngục, một cái con ma với một cái đầu lâu, đúng là quỷ địa ngục chứ toàn mấy cái gì không mà các bạn. Nhưng mà tôi nghĩ cái ngọn lửa địa ngục này có thể giúp ta làm được cái gì đó các bạn. Được rồi, còn bây giờ thì mình sẽ đặt cái đầu của con quỷ máu lên đây đó. Đặt cái đầu quỷ máu xuống bên quỷ súng này. Trời ơi, mấy ông đợi một chút xíu, tôi mà xong việc, tôi xong việc thì tôi sẽ đưa hai người về bình thường, yên tâm. Còn bây giờ thì mình sẽ đổi cái đầu. Im lặng coi, đấm cái đầu bây giờ. Được rồi, còn bây giờ thì mình sẽ đổi cái đầu của quỷ địa ngục vô. Trời đất ơi, đổi cái đầu của con quỷ địa ngục, nó gớm hơn mình tưởng các bạn. Cái hàm răng nó gớm quá, ghê quá các bạn. Nó không có đẹp như hai con hồi nãy. Được rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi bắt cái con quỷ tiếp theo nào các bạn. Và con quỷ này chắc chắn các bạn nó đang rất là mong chờ đúng không? Tại vì đó chính là quỷ cưa các bạn ơi. Let's go. Được rồi, đi bắt con quỷ còn lại thế nào các bạn. Ê, ơi, tôi đi thôi. Tôi nghe tiếng quỷ kêu. Dạ, nói người già trong làng của ngươi có thổi sang quỷ đúng không? Trời ơi, cái con quỷ này mình không cần tới tìm nó luôn các bạn, nó tự tới làm là được rồi. Đứng lại đây, ta chỉ là thổi sang quỷ. À chà, mắc cái này rồi. Ta chỉ là thổi sang quỷ đây nè, cái con kia đừng có được quy đắp nữa. Ai cha.
Ta đây chính là thợ săn quỷ Tô Gà TV đây. Ngươi chính là quỷ cưa đúng không nào? Đúng rồi bạn ơi. Ngươi ngồi lại săn ta đây. Ôi, chết rồi. Con này nó mạnh quá các bạn, đúng là quỷ cưa bạn. Được rồi, đu lên đi kia. Ôi, chạy. Ôi trời, đu lên lại. Ôi, chạy, chết rồi. Chạy ôi ôi, nó được ta mình ghê quá các bạn. Đúng là quỷ cưa mà. Ôi, nó chạy tới chỗ đây luôn rồi. Chạy. Chết rồi, chết rồi. Được rồi, mình sẽ sử dụng cái ngộ lửa địa ngục hồi nãy của quỷ địa ngục các bạn. Hay. Mày này con chạy đi. Chạy. Con quỷ này nó mạnh quá các bạn. Chết rồi. Được rồi, mình phải đánh mình quăng cái cục lửa địa ngục cho nó nè. Mày ngồi mày lại. Mày này con chạy đi con. Chạy. Và một cục thêm cuối cùng này. Mày nè, chạy với con. Rồi, đưa nó về thôi nào. Lên đây con quỷ cưa kia hả cha. Rồi, lôi nó về thôi. Con quỷ cưa này nặng quá. Nên mình quyết định mình lôi nó luôn các bạn. Được rồi, đưa về cái máy cưa thôi nào. Let's go. Rồi, tới cái máy rồi các bạn. Mình sẽ cần quăng con quỷ cưa này vô rồi. Quăng vô rồi. Rồi, tạm biệt gấu Misa nha. Rồi, nhìn mắt cười của các bạn rồi. Lần này không biết con quỷ cưa sẽ cưa ra được những gì các bạn nhỉ. Quỷ cưa mà bị cưa thì sao, nghe nó thiệt là kỳ lạ thì. Được rồi, bây giờ mình sẽ qua cái đầu bên kia thôi nào. Bây giờ nó cưa kìa các bạn ơi. Nhột quá. Phải nhột chứ, phải nhột chứ. Được rồi, để coi nó sẽ ra cái gì các bạn. Dự đó thì sao nha. Ôi, quỷ cưa thì đương nhiên ra cái cưa là hợp lý rồi các bạn. Không có gì bất ngờ đâu mà các bạn. Được rồi, để coi nó sẽ ra cái gì. Ôi kìa. Ôi, nó ra con Bojita kìa các bạn ơi. Đúng là quỷ cưa. Đứng lại. Ôi, thì ra là bên trong người của quỷ cưa là Bojita các bạn ơi. Ôi, nó sủa kìa. Ôi, còn đây chính là cái đầu của quỷ cưa nè. Được rồi. Cái gì vậy? Thôi, bình tĩnh đi, xíu là tôi sẽ đưa ông về bình thường mà, yên tâm. Bây giờ tôi chỉ cần các ông để tập hợp lại từ từ. Bây giờ mình sẽ đặt hết tất cả cái đầu lên cái bàn này coi. Rồi, mình sẽ đặt cái đầu quỷ cưa này lên bàn. Hãy cha đã. Vậy là chúng ta đã đủ bộ siêu tập rồi các bạn ơi đó. Ê, con Bojita này đứng yên coi. Được rồi, bên này chính là đầu của quỷ súng, quỷ máu, quỷ địa ngục và quỷ cưa, và cuối cùng đó chính là Bojita. Thì tại vì sao tôi lại làm như vậy thì tại vì có một con quỷ nó đang rất rất là mạnh, vô cùng mạnh. Đó chính là quỷ bóng tối các bạn. Con quỷ mà lần đầu tiên tôi gặp trên kênh của tôi, nếu mà bạn nào không biết thì bây giờ đó chính là chúng ta sẽ kết hợp tất cả những con quỷ này trên bàn của tôi lại, những năm cái con này bao gồm con Bojita nữa, để chúng ta trở thành kết hợp với tôi để trở thành một con quỷ siêu siêu mạnh, và chúng ta sẽ tiêu diệt được con quỷ đó, bóng tối đó. Sau đó tôi sẽ biến các ông trở lại bình thường để các ông yên tâm nha. Trời ơi, mấy ông bình tĩnh đi. Được rồi các bạn, và bây giờ mình sẽ kết hợp năm thứ này lại thế nào. Hai cha. Mình đã kết hợp xong rồi đây các bạn ơi. Đây chỉ là sự kết hợp giữa quỷ địa ngục, quỷ súng, quỷ cưa và quỷ máu. Bây giờ hình dạng của mình thiệt là ngầu quá các bạn ơi. Quên mất con Bojita. Bojita bây giờ thương không có sao, tại vì Bojita không có kết hợp được. Nhưng mà không sao, Bojita có thể đi theo để hỗ trợ ta. Được rồi, bây giờ chúng ta đã có hình dạng mạnh nhất rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi kiếm cái con quỷ bóng tối để tiêu diệt nó thôi các bạn ơi. Các bạn nhìn nè, đây là kết hợp như nè. Đằng sau các bạn có thấy tóc không? Tóc là nó sẽ của là quỷ máu, hai cái súng và cái thân là của quỷ súng, cái đầu là quỷ cưa và cái chân sẽ là của quỷ địa ngục các bạn ơi. Được rồi, đi tới Bojita, let's go. Mình bay được luôn này các bạn ơi, đúng là quỷ địa ngục mà. Bojita nhìn kìa, đó chính là con quỷ bóng tối kìa. Ôi, nó phá cái làn kìa các bạn ơi. Trời đất ơi, nhìn nó đáng sợ quá. Trời đất ơi, được rồi, vậy bây giờ mình không thể để nó lộng hành được. Được rồi, tiến lên nào, nắm con quỷ trong người của ta, let's go. Ai ta đầu tiên, đó chính là quỷ súng. Mày này con. Ta chính là kết hợp của quỷ súng, quỷ cưa, quỷ máu và quỷ địa ngục đó. Ngươi đầu hàng đi quỷ bóng tối. Nó chửi ra mấy cái gì mà mấy sức mạnh bóng tối kêu. Ôi, nó không có hiểu gì luôn các bạn ơi. Chết rồi, bây giờ mình phải đổi sức mạnh khác thôi. Mình sẽ sử dụng sức mạnh của quỷ máu, mình sẽ hút máu đó. Ai cha, mày này con hút máu ở đây quỷ máu ơi. Ai cha, ôi nó không có hiểu gì luôn các bạn. Hút máu đây. Được rồi, tiếp theo đó chính là sức mạnh của quỷ địa ngục, trưởng đa lửa địa ngục đa. Sao tại vì ta là kết hợp của rất là nhiều con quỷ mà. Ngươi ngồi lại đây. Nó rớt xuống kìa các bạn. Tất nhiên thì sao, ta sẽ đốt cháy ngươi bằng ngọn lửa của địa ngục. Bắn nó đây. Mày sau đó hút máu nó này. Hút máu nó đi. Rồi sau đó mình sẽ sử dụng sức mạnh của quỷ cưa. Cưa nó nào. Cưa nó thôi nào. Cưa này.
ôi trời ơi, mình dùng sức mạnh nó vậy rồi nó vẫn chưa chết sao? Mình có gì đâu mà đòi hạ gục ta. Trời ơi, nó mạnh như vậy. Mày à, tức quá. Để Pochita phụ cho. Ôi, Pochita phụ cho các bạn. Được rồi, vậy tôi cũng vô đâu cho. Đây là cái quái gì mình làm gì cho. Thức tổng hợp sức mạnh rồi nào. Cho ta chết đi, quỷ bóng to. Chết đi. Như nó chết rồi các bạn ơi. Wow, trời ơi, tuyệt vời quá. Pochita, cảm ơn Pochita nhiều. Thôi được rồi, vậy là mình đã tiêu diệt quỷ xong, quỷ bóng tối là mình đã tiêu diệt hết mấy lon quỷ rồi. Rồi được rồi, bây giờ mình sẽ chỉ cần trở về bình thường thôi. Ai cha, mình đã trở lại bình thường rồi. Còn bây giờ việc cuối cùng là bây giờ mình sẽ phải đưa mấy cái ông kia kết hợp lại để mấy ông trở về bình thường lại. Và là mình sẽ dặn ông là không được đi quậy phá nữa, không được đi gọi là làm hại con người đó, phải làm việc tốt nha các bạn. Được rồi, vậy là video đã xong rồi. Các bạn thấy video này như thế nào, đừng quên cho tôi một like, một subscribe cũng như cho mọi người xem tôi đi nay. Được rồi, bye bye mọi người, bye bye mọi người đi. Pochita, bye bye, ok.